Đã làm sao hôm nay cô nói này? Từ khi bác thu được cái cổ này là tức là mình làm chứ đúng được là gì? Cô có thể cho chú ấy nhiều cái đó là cô sai. Nào, viết lên Facebook thì phải viết lên Facebook.
về, cô bảo để làm gì, để túm lấy một cái góc này nó lòi ra. Nhưng cũng may cuối cùng không nói được mọi người. Giờ phút cuối cùng cô mới ra một chiêu. Cuối cùng cô nói thẳng vào con Phương luôn. Lúc đi chị bàn như thế mà các con nào cũng đứng. Cô nó nói là không cần ai, chỉ cần mấy đứa vượt thì của cô. Để làm gì? Mà cô, hôm nay cô nói luôn cả những người ở làng đấy. Đi đây là do cô, không phải do ai. Cô tin bố, đây là do cô. Vì làm sao mọi người có biết không? Nếu cô không làm điều này, nếu thì từ chị về, chị về. Biết rồi, không bao giờ để cho bố. Nó đang nằm trong nhà, có biết được là bà này cũng làm. Tại sao ngay cái hôm mà cô một chiêu cuối cùng luôn, cô biết cái bài một người là cái cơm là con gái cũng chuột, cái bài cuối cùng con bỏ nó lộ cái đấy, còn đầu tiên không thấy một đứa nào nói gì, mà cái chị không hài lòng mà cô không hài lòng với con là đi lên chỗ nào cũng là đây nè, quả thân đứa của cô mà các con rất là vui. Chính vì như thế cho nên cô mới mất thêm 1 tỷ. Vì làm sao? Nếu như các con không nói là đây là đoàn công đức đi theo lệnh của cô nhá, thì cứ đổi luôn là đi theo lệnh của thầy cô quay này, thì nó lại không có chuyện đó. Thì nó mới biết được cô không phải là đuổi các con đi. Tại sao cô bảo cô đuổi hết cái lũ chúng mày đi? Vì cô khổ, kể cả trong anh chị em cô, tất cả anh em cô chưa ai hiểu được là tại sao cô phải chịu đắng nuốt cay. Vì chỉ có mỗi thằng mấy thằng này nói được cô, nhưng bây giờ cô mà nói ra thì mọi người đều mà sinh ra là cô chết. Vì không ai làm gì cô, vì cô mà bị thì cô bình thường. Nhưng mong muốn thâu tóm tất cả ở đây. Cô viết một bài cuối cùng. Đầu tiên viết một bài cuối cùng, khấn khởi luôn rồi. Lên đục xuống cô đi nè. Mọi người có biết đâu là nếu như đi đến đâu cô đã gọi điện nè, chúng mày mà cô đã chửi không được nói nhà đoàn tâm thức của cô mà. Tại sao lại nói là đoàn tâm thức của cô mà? Thì nó là đúng rồi, nhờ tay cô đi là đúng rồi, mà đúng mà này là đúng đi rồi. Cái thứ hai chị không hài lòng thế, một câu nữa như thế này, cái gì chị nói luôn, chị không hài lòng luôn, không hài lòng là thứ hai. Cái thứ nhất là không phải biết chị cực chiều em. Em tự nhìn lại, em đi gặp giúp cảm thấy ra này, không có ai là một người cực kỳ thương em và chiều em. Như chị Ngọc, hôm nay em vượt nhà chị kia thì chưa bao giờ được hiểu nhá. Chưa bao giờ nhá. Nhưng em phải nhìn nhận chị là người cực kỳ hiểu em và rất thương em. Thương em, em là một người rất khổ mà em vượt khó em học được. Không hài lòng với em là cái gì? Cái thứ hai, em đi nữa. Hôm nay chị biết cái sai, chị nói ở đây để mà sửa và biết, chứ không phải là nói. Bởi vì làm sao? Trước đây chị đã rất nên là chị hút nói lên, sau này hút là người tôn là thay chị để dẫn dắt mọi người. Nhưng em phải làm đúng, phải làm đúng theo như đúng chị. Còn em không làm theo đúng chị, một là bị ảnh hưởng. Chị trách em một phần nhưng chị trách các con chị hai phần. Một thằng Linh thằng Trường là hai thằng đó là chị. Mọi người nói là bây giờ chị đang nói ở đây là nó gian khổ với chị cực kỳ là chưa đối đó, khổ lắm. Chị đã nói là Linh thằng Trường là chị có thể chết, chị không bao giờ, chị có thể đi xa đâu chị mua nó đi. Hai thằng Linh chị báo trước không?